Bản thân tôi như vậy là đi mua một vài chỉ để như vậy là cầu cho năm mới được phát tài phát lộc và được bình yên. Theo phong tục của người Việt Nam ấy thì hàng năm thì ngày vào ngày vía thần tài này thì người dân là thường thường là đi mua một chút vàng gì đấy để về lấy máy cho cả năm mới, cho nên là tôi cũng giống như những người khác thì đến đấy để mua một ít vàng để làm lễ cầu máy cho cả năm. Giá vàng hôm nay thì cũng vẫn thấy bình thường, không thấy tăng đấy. Các cái vật phẩm về phong thủy ấy thì cũng thấy bình thường, không có gì tăng cả.